Dạ, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Pháp lý Reway và mình là luật sư Huyền Trân. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề thuộc cái lĩnh vực giấy phép con, đó là về an toàn thực phẩm. Hôm nay mình sẽ nói về những trường hợp nào chúng ta cần phải xin giấy phép an toàn thực phẩm. Xin mời các bạn theo dõi nhé. Theo quy định của pháp luật thì nếu như chúng ta sản xuất nè, kinh doanh thực phẩm thì chúng ta phải xin giấy phép an toàn thực phẩm. Ngoại trừ những cái trường hợp mà không thuộc trường hợp phải xin giấy phép thì chúng ta mới được miễn thôi. Còn lại nếu chúng ta đã sản xuất, đã kinh doanh thì chúng ta bắt buộc phải xin. Tuy nhiên là các bạn đọc luật thì các bạn sẽ thấy hơi khó hiểu bởi vì họ chỉ loại trừ ra, còn lại là phải xin giấy phép an toàn thực phẩm đúng không? Như vậy thì các bạn sẽ phân vân là không biết liệu trường hợp của mình có phải xin giấy phép an toàn thực phẩm hay không. Do đó thì hôm nay Trân làm video này để phân tích cho các bạn là từng trường hợp cụ thể luôn ha. Đầu tiên là đối với trường hợp là chúng ta kinh doanh thực phẩm thì nó sẽ bao gồm các trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất, kinh doanh nhà hàng quán ăn, dịch vụ ăn uống đó các bạn. Ví dụ chúng ta mở quán cơm, quán trà sữa, quán nước hoặc là chúng ta mở nhà hàng phục vụ cả ăn lẫn uống luôn thì chúng ta phải xin giấy phép an toàn thực phẩm ha. Trường hợp mà chúng ta mở ra cái quán, tuy nhiên là chúng ta không có phục vụ tại chỗ mà chúng ta chỉ bán mang đi thôi, thì cái trường hợp này nó cũng phải xin giấy an toàn thực phẩm nha các bạn. Chúng ta mang đi á, thì chúng ta cũng là sản xuất chế biến nên cái thực phẩm đó, chỉ khác là chúng ta không có phục vụ tại chỗ mà mang đi thôi. Thì trường hợp này á, nó cũng tính vào trong cái dịch vụ ăn uống luôn. Nó sẽ là cái hoạt động mà kinh doanh thực phẩm bao gói dạng đơn giản á, dạng mang đi sử dụng trong ngày. Thì giống như các bạn mua trên các ứng dụng Grab Food hoặc là Shopee Food á, thì nó cũng là dịch vụ ăn uống và cũng phải xin giấy an toàn thực phẩm luôn. Trong đó thì đối với cái mô hình này, nó sẽ loại trừ những cái trường hợp sau đây. Nếu như chúng ta là những cái cửa hàng dịch vụ ăn uống nhưng mà chúng ta phục vụ lưu động thì chúng ta sẽ không phải xin giấy phép an toàn thực phẩm, bởi vì theo cái quy định về loại trừ á, thì chúng ta sẽ có trường hợp là kinh doanh không có địa điểm cố định thì sẽ không cần phải xin giấy an toàn thực phẩm. Như vậy thì những cái bạn mà kinh doanh cái xe đẩy bán nước á, bán takeaway mà chúng ta có thể lưu động được ở chỗ này chỗ kia, hoặc là có những cái dạng mà xe tải rồi bán nước giống như ở nước ngoài bán hamburger rồi chẳng hạn á, chúng ta di chuyển theo từng khu vực á, thì chúng ta sẽ không cần phải xin giấy an toàn thực phẩm ha. Và một trường hợp nữa của cái hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không cần phải xin giấy an toàn thực phẩm, đó chính là trường hợp mà nhà hàng thuộc cái khách sạn. Ví dụ ở trong những cái khách sạn 3 sao thường là nó sẽ có buffet sáng đúng không các bạn? Thì cái nhà hàng đó nó mở ra để nó phục vụ cho những cái khách lưu trú tại cái khách sạn đó, thì cái nhà hàng phục vụ cho cái khách sạn đó sẽ không cần phải xin thêm cái giấy an toàn thực phẩm nữa. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cái ngành nghề kinh doanh về khách sạn á, thì nó đã có những cái quy định ràng buộc riêng của nó rồi, thì nó phải đáp ứng để đủ điều kiện kinh doanh khách sạn. Còn đang nói ở đây là về cái nhà hàng thuộc cái khách sạn đó thì không cần phải xin giấy an toàn thực phẩm ha các bạn. Đó là về dịch vụ ăn uống, nó cũng tính là kinh doanh thực phẩm đúng không? Và một cái dạng thuộc kinh doanh thực phẩm rất là rõ ràng, đó là những cái cửa hàng tiện lợi nè, những cái cửa hàng bán thực phẩm, thì chúng ta cũng phải xin giấy an toàn thực phẩm. Cái này là chúng ta sẽ có thể bao gồm bán những cái sản phẩm như là thực phẩm tươi sống hoặc là thực phẩm đã qua chế biến có thể ăn liền, và những cái thực phẩm bao gói sẵn thì chúng ta bán trong cái cửa hàng như vậy, mặc dù chúng ta có thể là không có trực tiếp nấu lên cái món ăn giống như là trong nhà hàng quán ăn, nhưng mà chúng ta cũng phải xin giấy an toàn thực phẩm. Tuy nhiên có một trường hợp loại trừ, nếu như các bạn là những cửa hàng bán thực phẩm mà chúng ta chỉ bán những thực phẩm bao gói sẵn thôi thì chúng ta sẽ không phải xin giấy an toàn thực phẩm. Trân lấy ví dụ như một cái cửa hàng người ta chỉ bán những cái sản phẩm như là snack đóng gói nè, hoặc là những cái sản phẩm như là gạo đóng túi rồi mì tôm, rồi bánh bông lan chẳng hạn, tất cả những cái sản phẩm đó đều được đóng gói và có một cái công ty chịu trách nhiệm về cái sản phẩm thực phẩm đó trên thị trường đã công bố sản phẩm rồi, người ta chỉ phân phối thôi, tức là không tác động gì vào trong chất lượng của cái thực phẩm đó hết, thì chúng ta sẽ được miễn, không cần phải xin giấy an toàn thực phẩm. Còn nếu như chúng ta vừa bán kết hợp thực phẩm bao gói sẵn, vừa bán chẳng hạn có rau củ quả
rồi bán gạo tươi mà gạo chưa có đóng túi thành phẩm, chỉ là gạo sá, gạo trưng trong bao, rồi ai mua nhiêu múc vài ký á, thì chúng ta phải xin giấy an toàn thực phẩm ha các bạn. Đó thì các bạn cần phải phân biệt rõ trường hợp nào cần phải xin giấy an toàn thực phẩm và trường hợp nào thì không cần phải xin. Rồi, đó là trường hợp chúng ta kinh doanh thực phẩm Trần đã liệt kê ra. Vậy thì còn lại đó là trường hợp mà chúng ta sản xuất thực phẩm thì chúng ta phải xin giấy an toàn thực phẩm, đó là đương nhiên rồi. Nó sẽ bao gồm những cái trường hợp sau đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ sản xuất nên những cái sản phẩm thực phẩm dùng để ăn. Ví dụ như bún phở, hủ tiếu, hạt đóng gói nè, rồi trái cây sấy chẳng hạn, mì gói nè, gạo đóng túi nè. Rồi chúng ta sản xuất nên những cái sản phẩm như là bánh bông lan, sữa, vân vân. Đó là những sản phẩm mà chúng ta mua về người ta ăn liền luôn á, thì đó là những cái sản phẩm mà bắt buộc chúng ta phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thực phẩm. Ngoài ra thì có những cái sản phẩm khác nó cũng là thực phẩm, tuy nhiên là chúng ta sẽ phải kết hợp phối trộn lại với nhau để tạo ra một cái sản phẩm sau khi mà chế biến nấu nướng thì nó được gọi là nguyên liệu thực phẩm, ví dụ như là dầu ăn nè, nước tương, đường, muối, bột ngọt chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất nên cái sản phẩm đó ha các bạn. Một trường hợp nữa đó chính là chúng ta không có sản xuất nên nhưng mà chúng ta mua về để chúng ta phối trộn lại hoặc là chúng ta đóng gói sang chiếc chẳng hạn. Ví dụ như các bạn mua những cái hạt ngũ cốc, ví dụ hạt điều, yến mạch, óc chó, rồi mắc ca, chúng ta trộn lại thành một cái hỗn hợp granola chẳng hạn, chúng ta bán ra thị trường thì nó không có chế biến nhiệt gì hết, chúng ta chỉ mua về trộn thôi. Như vậy thì chúng ta có phải xin giấy phép hay không, giấy phép an toàn thực phẩm hay không? Câu trả lời là có ha các bạn, bởi vì chúng ta có tác động, nó có đi qua trong một cái môi trường không khí tiếp xúc với dụng cụ, với những cái người nhân công để mà phối trộn lại cái sản phẩm đó hoặc là đóng gói cái sản phẩm đó, thì chúng ta phải xin giấy an toàn thực phẩm cho cái công đoạn là đóng gói hoặc là phối trộn đó. Chẳng những là phối trộn mà cái việc mà chúng ta chỉ đóng gói thôi, ví dụ chúng ta mua một cái túi to mít sấy, chúng ta về chiết ra từng túi nhỏ thì chúng ta cũng phải xin giấy an toàn thực phẩm, bởi vì chúng ta đã có can thiệp vào trong cái công đoạn là cái gói bự chúng ta chia ra thành gói nhỏ, thì nhà sản xuất của cái mít sấy người ta chỉ chịu trách nhiệm đối với cái sản phẩm mít sấy nằm trong cái túi 10 kg thôi. Còn bây giờ chúng ta chiết ra cái túi 1 kg hoặc là 200 g, chúng ta phải là người chịu trách nhiệm về sản phẩm đó nên chúng ta phải có xin thêm cái giấy an toàn thực phẩm ha các bạn. Bên cạnh phối trộn hoặc là đóng gói thì chúng ta còn có một cái giai đoạn đó nữa, đó chính là sơ chế. Ví dụ như các bạn trồng nấm đi, chúng ta hái nấm từ trong nhà xưởng trồng nấm về, chúng ta phải bỏ những cái phần bị thừa bị dập nè, hoặc là chúng ta bỏ bớt những cái chất bẩn, rửa sơ chẳng hạn, hoặc là rau cũng vậy, rồi chúng ta đóng vào trong gói, chúng ta dán lại, thì nó cũng là cái giai đoạn chúng ta có tác động vào trong thực phẩm, thì nó là giai đoạn sơ chế sản phẩm, cho nên là cũng cần phải xin giấy an toàn thực phẩm đó các bạn. Trứng gà nè, chúng ta lấy từ trong cái khu nuôi ra, nó có dính một ít những cái bụi bẩn, chất bẩn hoặc là chất thải của con gà chẳng hạn, chúng ta lau sạch rồi chúng ta phân loại trứng bể, trứng tươi, trứng còn nguyên chẳng hạn, thì có cái công đoạn đó chúng ta cũng phải xin giấy an toàn thực phẩm luôn ha. Vậy thì trong trường hợp nào mà chúng ta làm các cái bước như là sơ chế, chế biến hoặc là sản xuất nên thực phẩm mà chúng ta không cần phải xin giấy an toàn thực phẩm, thì luật có cho cái trường hợp là chúng ta sản xuất ban đầu, sản xuất nhỏ lẻ ban đầu hoặc là không có cái địa điểm cố định. Thì cái này là các bạn có thể thấy gần Tết thì chẳng hạn mẹ mình rảnh, mẹ mình có thể làm một ít mứt dừa để chúng ta bán, thì bán trong một cái phạm vi nhỏ thôi và nó chỉ là cục bộ giữa bạn bè thân thiết của Trân đặt mua giùm hoặc là trong cái xóm của Trân thôi, thì nó rất là nhỏ lẻ, thì trường hợp này luật sẽ cho phép chúng ta là không cần phải xin giấy an toàn thực phẩm. Tuy nhiên các bạn cũng cần phải làm rõ là cái chữ mà nhà làm nhỏ lẻ ban đầu á thì nó phải bản chất thực sự là như vậy. Có những bạn á là ghi là ví dụ như khô bò nhà làm đi nhưng mà lại bán trên toàn quốc và mướn nhân công làm bán một lần á là mấy trăm ký một ngày, thì nó không còn là nhỏ lẻ, không còn là ban đầu đó, thì bắt buộc các bạn phải xin giấy an toàn thực phẩm nha.
Chứ còn cái việc mà nhỏ lẻ ban đầu nó không có phụ thuộc vào cái việc mình xưng danh. Các bạn cứ nói là mình làm homemade, handmade, nhưng thực ra là có cả nguyên một ekip và phân phối với một cái số lượng rất lớn, thì các bạn cũng không phải là thuộc trường hợp được miễn trừ đâu ha. Các bạn phải lưu ý. Và trường hợp cuối cùng, khi mà chúng ta làm cái suất ăn á, chúng ta cũng phải xin giấy an toàn thực phẩm. Các bạn có thể thấy ở trong căng tin trường học có những cái đơn vị cung cấp thức ăn cho các em trong trường học ạ, thì họ có thể nấu tại chỗ hoặc là họ nấu chỗ khác, trưa họ mang đến thì nó gọi là suất ăn. Hoặc là trong khu công nghiệp cũng vậy, có thể là nấu tại chỗ hoặc có thể là nấu từ chỗ khác mang đến cho công nhân. Thì cái trường hợp mà chúng ta nấu như vậy á, chúng ta cũng phải xin giấy an toàn thực phẩm ha các bạn. Tóm lại thì tất cả những cái trường hợp trên nêu, bao gồm là kinh doanh thực phẩm, sản xuất thực phẩm, thì chúng ta bắt buộc là sau khi đã đăng ký kinh doanh, có thể là hình thức hộ kinh doanh, có thể là hình thức công ty, thì sau khi có giấy phép hai hình thức này, một trong hai hình thức này rồi, chúng ta phải xin thêm một cái giấy phép con, gọi là giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Trong đó nó sẽ ghi cái nội dung là cho cái việc là kinh doanh dịch vụ ăn uống, hay cho cái việc là sản xuất bữa ăn công nghiệp, hoặc là cho cái việc sản xuất thực phẩm, hoặc là cho cái việc là đóng gói thực phẩm, hoặc là kinh doanh cái cửa hàng thực phẩm đó. Thì cái nội dung trong cái giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đó, nó sẽ xác định cái phạm vi mà chúng ta được phép kinh doanh. Nếu chúng ta có mở rộng thêm, phát triển thêm cái lĩnh vực nào đó, thì chúng ta phải xem xét xem là chúng ta có cần thêm xin thêm bổ sung cái giấy an toàn thực phẩm cho cái ngành nghề mà chúng ta định mở rộng hay không. Bởi vì mỗi một cái lĩnh vực về an toàn thực phẩm thì nó lại có những cái điều kiện khác nhau, và cái đoàn thẩm định người ta sẽ xuống kiểm tra cái cơ sở của chúng ta để xem là có đủ điều kiện tương ứng với cái ngành nghề mà chúng ta sắp mở rộng ra hay không. Đó, thì sau khi mà Trân đã phân tích cho các bạn rồi thì hy vọng các bạn sẽ biết là mình thuộc trường hợp có cần phải xin giấy an toàn thực phẩm hay không, và trường hợp của mình thì nếu xin đó, thì nó sẽ thuộc về cái dạng nào để mà chúng ta là xác định đúng và chúng ta làm đầy đủ các cái thủ tục với cơ quan nhà nước, tránh trường hợp là bị kiểm tra rồi chúng ta bị phạt nha các bạn. Hy vọng là chia sẻ hôm nay của Trân sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu như các bạn có thắc mắc gì, các bạn có thể để lại bình luận bên dưới. Bên Trân sẽ có người trả lời cho các bạn, hoặc là các bạn liên hệ với số Zalo Trân để ở phần mô tả. Hoặc là trên màn hình này cũng có cái mã QR á, các bạn có thể quét và liên hệ với Trân để được tư vấn hỗ trợ nha. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn vào nút subscribe, đăng ký, theo dõi kênh YouTube của Pháp Lý Tri Quay, và đừng bỏ lỡ những video tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!